Đây là một buổi tuyên truyền luật giao thông đường bộ của đội cảnh sát giao thông trật tự tại bộ phận một cửa công an thành phố vào ngày thứ năm hàng tuần. Trong thời gian chờ giải quyết hồ sơ tại đây, mọi người được nghe tuyên truyền phổ biến các quy định về luật giao thông đường bộ, mức phạt đối với những vi phạm khi tham gia giao thông. Hôm nay mình đến đây để nhập khẩu. Trong thời gian chờ đợi thì mình đã được tuyên truyền lưu động về tờ rơi an toàn giao thông trên đường bộ. Qua đây mình cảm thấy việc làm rất là thiết thực đối với ý thức của mọi người trong việc giao thông đường bộ và an toàn giao thông. Hưởng ứng tháng an toàn giao thông năm 2020, trong tháng 9 này, cùng với việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đội cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như đi mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, chở quá số người quy định, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Rà soát các vi phạm hành lang an toàn giao thông, biển báo, biển chỉ dẫn và các tuyến đường xuống cấp để kiến nghị khắc phục đảm bảo giao thông thông suốt an toàn. Hiện nay, Công an thành phố Sông Công đã xây dựng các kế hoạch thường xuyên và có thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là tại các địa điểm tiếp dân, cụ thể là bộ phận một cửa Công an thành phố Sông Công. Và hàng ngày thì có các tổ tuần tra thực hiện nội dung là kiểm soát về ma túy và nồng độ cồn trên đường. Kết quả từ ngày 1 tháng 9 đến nay, Công an thành phố Sông Công đã lập biên bản trên 50 trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện giao thông, dừng đỗ xe không đúng nơi quy định, sử dụng rượu bia khi lái xe.